Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 hàng năm đối với Hải Phòng luôn sâu nặng nghĩa tình, với rất nhiều hoạt động tri ân được thực hiện một cách tự nguyện với hiệu quả cao, huy động được nguồn lực lớn. Hải Phòng được Trung ương đánh giá là một trong những thành phố đi đầu cả nước về mức tặng quà cao nhất cũng như sự linh hoạt chủ động trong thực hiện chế độ cho gia đình chính sách. Chăm lo nhiều hơn tới các gia đình chính sách là lẽ thường tình, là tình cảm tự đáy lòng của lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng. Cũng là thể hiện truyền thống, là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, nghĩa cử của thế hệ đi sau đối với những người đã xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, bởi thời gian trôi nhanh, các bố, các mẹ, các anh, chị, thân nhân người có công sẽ già yếu dần theo năm tháng, nên không thể vì một lý do, thủ tục hành chính nào đó mà chần chừ, chậm trễ. Hôm nay, bà Nguyễn Thị Thông rất xúc động khi được nhận quà của Chủ tịch nước, quà của thành phố, huyện An Dương và của địa phương nơi bà sinh sống. Chồng hy sinh khi bà chỉ mới ngoài 20 tuổi, một mình nuôi 4 con nhỏ, rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm động viên của các cấp ngành địa phương và thành phố, bà Thông luôn cố gắng vượt qua mọi thách thức, nuôi dạy các con trở thành công dân tốt. Tiết lại mà có cái công việc gì là có quà rất có đầy đủ, rất là cảm động mà cũng là biết ơn nhà nước cũng quan tâm đến gia đình. Các cấp chính quyền xã Đồng Thái luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách, người có công từng bước được cải thiện, không còn hộ nghèo. Các dịp lễ Tết, ngoài sự quan tâm của Trung ương, thành phố và huyện, địa phương cũng có nhiều phần quà thiết thực, động viên các đối tượng chính sách. Năm nào có quà của chính phủ, của địa phương, tiền rồi quà, động viên liên tục. Một năm Tết rồi ngày 27 tháng 7. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, ơn chính quyền. Tôi thì cố gắng gọi là cứ giữ gìn sức khỏe và đồng thời là động viên con cháu hoàn thành nghĩa vụ chấp hành đường lối chính sách của Đảng. Ngoài cái phần quà của Chủ tịch nước, của thành phố Hải Phòng, rồi là của huyện An Dương, thì đối với địa phương hàng năm thì vào cái dịp 27 tháng 7 thì cũng dành cái phần quà nhỏ nhỏ là trị giá bằng 200.000 đồng cho các cái đối tượng gia đình chính sách rồi người có công với cái mạng trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, huyện An Dương đã thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người có công. Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp ngành, các địa phương và nhân dân nhận thức được ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của thành phố và địa phương đối với người có công. Thành lập các đoàn đi thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Huyện tiếp nhận và phân bổ các nguồn vốn và xã hội hóa tiếp tục xây dựng, nâng cấp 3 nghĩa trang của huyện với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Tích cực triển khai công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22 của chính phủ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để thực hiện cái công tác vận động các đơn vị, các doanh nghiệp, các cái mệnh thường quân và cả hệ thống chính trị huy động cái quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đến hôm nay thì đã được 1,5 tỷ đồng. Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội làm việc với các địa phương để chuyển tận tay cho các đối tượng chính sách với cái tổng lượng quà là 8.500 xuất quà, nó tương đương với 13,5 tỷ đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa là một nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh tính mạng hoặc một phần xương máu, hiến dâng cả cuộc đời mình, người thân, gia đình mình vì độc lập tự do của dân tộc. Người Việt Nam ở đâu cũng mong mỏi, thiết tha và hướng về cội nguồn, nơi tổ tiên, ông bà, cha mẹ sinh ra và lớn lên, nơi mà biết bao người con đã ngã xuống vì cuộc sống hòa bình. Cho nên, chảy trong huyết quản mỗi con người Việt trong thế hệ hôm nay là niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống đấu tranh, cùng nhận thức chung về trách nhiệm với cội nguồn, cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền ra sức chăm lo cho gia đình có công với cách mạng. Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương rất sớm về tổ chức các hoạt động kỷ niệm với 3 nhóm nội dung chính. Một là tuyên truyền về ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 và các chủ trương đường lối chính sách của Đảng về chính sách ưu đãi đối với người có công. Hai là tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trọng tâm là tu bổ, thăm viếng, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ,
thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công, và ba là tổ chức thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, đặc biệt là việc giải quyết các hồ sơ người có công tồn đọng và giải quyết chế độ hỗ trợ nhà ở cho người có công. Thường trực Thành ủy và Ủy ban thành phố đã quyết định tặng quà cho người có công năm 2018 ở mức cao nhất so với từ trước đến nay là 3,2 triệu đồng trên một suất. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp cùng với Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục và hướng dẫn các địa phương tổ chức tặng quà cho đối tượng người có công từ ngày 12 tháng 7 năm 2018. Đồng thời, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Tài chính, các cơ quan thông tin truyền thông để tổ chức kiểm tra việc tặng quà tại các quận huyện. Các quận huyện đã tập trung chỉ đạo rất cao các công tác tặng quà của thành phố. Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tổ chức tặng quà trực tiếp cho đối tượng người có công. Nhìn chung, người có công là rất phấn khởi trước sự quan tâm to lớn của thành phố. Là đơn vị nhiều năm qua luôn tích cực đóng góp nhiệt tình vào công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng của thành phố. Hàng năm, công ty xi măng Vicem Hải Phòng đã nhận phụng dưỡng nhiều mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Trong tháng 7, tháng tri ân năm nay, công ty xi măng Vicem Hải Phòng tập trung dành sự quan tâm nhiều hơn đến công tác này. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nga, 96 tuổi, ở thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, đoàn cán bộ công ty được mẹ chia sẻ nhiều hơn về nỗi niềm khắc khoải mấy chục năm trời. Mẹ có 8 người con, trong đó hai con trai thứ của mẹ đã hy sinh lần lượt năm 1968 và 1969 trên chiến trường miền Nam. Đến nay, mẹ vẫn chưa được đón các anh trở về, dù gia đình và địa phương đã bỏ nhiều công sức để tìm kiếm mộ hai liệt sĩ. Thì tôi cứ ái nấy, cho tìm được một đứa thì tôi nó vui lòng. Thế mà không tìm được. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kiểm, 98 tuổi, ở thôn Linh Đông 4, xã Tiền Phong. Mỗi thành viên trong đoàn đều dâng trào một cảm xúc sâu lắng. Năm nay, sức khỏe mẹ đã yếu nhiều. Từ khi bị ngã, mẹ không đi lại được. Mỗi lúc nghĩ đến hai người con trai, liệt sĩ Vũ Văn Tập và liệt sĩ Vũ Văn Cường, mẹ lại không nguôi nỗi niềm về mất mát hy sinh. Thăm hỏi động viên các mẹ, đoàn cán bộ công ty Vicem Hải Phòng mong muốn các mẹ sống khỏe, sống vui, làm chỗ dựa tinh thần cho các con, các cháu học tập và noi theo. Nhân dịp 27 tháng 7, thì công ty có dành một chút quà, tấm lòng để nhớ đến các mẹ Việt Nam anh hùng, rồi các liệt sĩ đã hy sinh. Công ty trao quà tặng cho 20 mẹ. Và công ty chăm hàng tháng là ba mẹ Việt Nam anh hùng tại Thủy Nguyên. Những năm qua, quận Đồ Sơn đã thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn quận, tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng nhiều việc làm thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Toàn quận có 63 mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện 4 mẹ còn sống, 740 liệt sĩ, 244 thương binh, 76 bệnh binh, 269 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 45 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Hầu hết người có công và thân nhân người có công trên địa bàn quận đều được hưởng các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất. Trên địa bàn, 100% gia đình chính sách, gia đình người có công được quan tâm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đạt được kết quả trên, ngoài việc thực hiện nghiêm đầy đủ các chủ trương chế độ của nhà nước đối với người có công, thương binh và thân nhân liệt sĩ, quận Đồ Sơn đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của toàn xã hội tham gia vào những hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp ủy chỉ đạo các ban ngành, tổ chức, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và biết ơn những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Tham gia tích cực vào công tác đền ơn đáp nghĩa, có nhiều tập thể cá nhân rất đáng ghi nhận. Với nghĩa cử cao đẹp, từ năm 2016, vợ chồng anh Đỗ Quang Tiến và chị Vũ Thị Huyền ở quận Đồ Sơn nhận phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận. Ngoài việc hỗ trợ hàng tháng với số tiền là 1 triệu 500 nghìn đồng cùng gia đình chăm lo cho các mẹ, thì vợ chồng anh chị còn đến thăm hỏi động viên sức khỏe các mẹ những lúc ốm đau, bệnh tật để các mẹ sống vui, sống khỏe đến cuối đời.
dẫu rằng những món quà, sự quan tâm của vợ chồng anh chị chỉ bù đắp phần nào những mất mát đau thương to lớn của các mẹ, nhưng anh chị luôn nguyện được san sẻ nỗi đau ấy. Rung động trái tim ấy khi mà chứng kiến những cái cảnh mà các mẹ Việt Nam anh hùng, nhìn thấy cảnh các mẹ cô đơn, thì bản thân Huyền ấy là một người phụ nữ thì Huyền cảm thấy không có một nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mất chồng, mất con, nghĩa là cái sự khắc khoải trong tâm hồn các mẹ làm Huyền rung động. Tôi muốn rằng cái việc làm của vợ chồng tôi sẽ lan tỏa ra cộng đồng lớn hơn và kiều bào nước ngoài nữa. Mỗi người bớt ra một chút thôi thì cuộc sống của các mẹ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tôi rất mong muốn điều đấy. Khắc ghi công ơn của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc. Hiện nay, vợ chồng anh Tiến, chị Huyền còn ra sức vận động các tổ chức cá nhân trong xã hội, tích cực tham gia vào công tác xã hội hóa, cùng đảng, nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng, đồng thời nhắc nhở những người xung quanh phải sống hết mình và có ích, xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy. Dân tộc ta, một dân tộc hòa hiếu, nghĩa tình, mang trong mình đạo lý uống nước nhớ nguồn từ nghìn đời, không bao giờ lãng quên công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ. Những người đã ngã xuống để Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm của nó vẫn còn trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ là dịp để dân tộc Việt Nam giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn với những người đã khuất. Nhớ về những ký ức đau thương để thêm trân trọng nền hòa bình đang có, nhớ về những mất mát để thêm nâng niu những thành quả của hôm nay, để nhắc nhớ các thế hệ tiếp nối về trách nhiệm trước sự hy sinh anh dũng của hàng vạn người con đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong cuộc sống hôm nay, đoàn kết một lòng, tâm huyết, trách nhiệm trong xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và thành phố chính là sự tri ân thiết thực nhất đối với thành quả của các anh. Nhớ về những ký ức đau thương để thêm trân trọng nền hòa bình đang có, nhớ về những mất mát để thêm nâng niu những thành quả của hôm nay, để nhắc nhớ các thế hệ tiếp nối về trách nhiệm trước sự hy sinh anh dũng của hàng vạn người con đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong cuộc sống hôm nay, đoàn kết một lòng, tâm huyết trách nhiệm trong xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và thành phố chính là sự tri ân thiết thực nhất đối với thành quả của các anh.